Litala xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn các em, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Litala TV. Hôm nay thì quý vị một thông tin mà cộng đồng mạng mình truyền tay nhau và đa số là thấy mọi người rất là phấn khởi khi theo dõi cái vụ việc tiền bồi thường khủng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Và thưa quý vị, trong 10 cá nhân đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng thì quý vị cũng biết là chỉ có vợ chồng công Vinh Tuệ Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là những người yêu cầu, thực tế là yêu cầu tiền bồi thường về vật chất và tinh thần với cái số tiền khủng lên đến gần 80 tỷ đồng. Cái vụ việc này cũng khiến cộng đồng mạng mình tốn rất là nhiều nước miếng cho cái sự việc mà tất cả rất là nhiều cá nhân nhưng không ai mà đòi tiền bồi thường khủng tới như vậy luôn. Cái gì nó cũng có giá của nó, phải không quý vị? Hôm nay có thông tin là vợ chồng công Vinh Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng phải chứng minh kê khai đóng thuế khi đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng. Nội dung như sau quý vị. Ngày 23 tháng 6, nguồn tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các cơ quan luật pháp thực hiện tố tụng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, đang xác minh điều tra bổ sung những tình tiết mới. Trong đó có việc yêu cầu phía bị hại đòi bị can Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại phải cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh mình bị thiệt hại là có thật. Cụ thể, vợ chồng ca sĩ Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh và ca sĩ Huỳnh Minh Hưng, nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng đã có đơn gửi tòa yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường tổng thiệt hại bị mất là 73,9 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật, công dân phải kê khai thu nhập hợp pháp sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và báo cáo tài chính theo kết quả hoạt động kinh doanh. Khi xác định những thu nhập bị mất, phải là những thu nhập hợp pháp, hợp lệ bị mất. Thì người bị hại, người có yêu cầu bồi thường, doanh nghiệp có giao dịch phải nộp chứng cứ. Ngoài ra có thể thu thập chứng cứ tại các cơ quan quản lý thuế liên quan. Đại diện cho phía bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, trong quá trình tham gia tố tụng, phía bà Hằng từng yêu cầu các bên cung cấp bản hợp đồng, tài liệu giao dịch, chứng từ thanh toán, các phiếu chi, biên nhận tiền, hóa đơn, v.v. Thậm chí, thu thập báo cáo tài chính, chứng từ hay biên lai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng trong thời gian 6 tháng trước thời điểm bị chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, tới nay, các yêu cầu từ phía bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng, đi đến độ muốn lội ngược về cũng mệt xỉu ha quý vị. Trong 10 cá nhân gửi đơn tố cáo, không ai đưa ra con số nào, chỉ có 3 người, mà hay cái là trong đó có cặp vợ chồng, quả là nhà có phước, được cả chồng lẫn vợ luôn. Giờ tạm gác anh Hưng qua, vì trong cái tâm dịch, thấy ảnh vẫn còn xông vô mấy cái khu cách ly hát phục vụ và Tết thì dù vấp phải làn sóng chê bai, nhưng ảnh vẫn đi diễn đều từ Sài Gòn ra Đà Lạt, từ trong nước ra ngoài nước, thì ảnh coi như cũng có nguồn thu để mà ăn nói. Thì không biết thuế má ở Việt Nam ảnh đóng ra làm sao, rồi thuế bên Mỹ ra làm sao, hạ hồi sẽ rõ. Riêng ở nhà cô Tiên, giờ mới rối nè quý vị. Phải chứng minh thu nhập và đóng thuế cả chồng và vợ cho cái khoản đòi bồi thường lên đến mấy chục tỷ. Mà mùa dịch ai làm ăn gì được đâu. Công ty còn cho công nhân nghỉ bớt, hát hò gì đâu mà thu nhập chục tỷ. Một ca sĩ hạng B thôi, một cầu thủ hết thời, công ty báo lỗ. Thế mà phải trải qua một năm dịch giả, vẫn thu nhập 30-40 tỷ thì thật là đáng ngưỡng mộ. Nhưng đây là thu nhập sau thuế, bởi vì tính thiệt hại rồi kêu cô Hằng đền thì phải tính cái thu nhập sau thuế, chứ ai tính thu nhập trước thuế, cô Hằng đâu có nghĩa vụ đóng thuế giùm họ đâu. Vậy nên họ phải thu nhập hơn cái mức 30-40 tỷ đó nữa, rồi trừ 20-30% thuế đó, Ly không rành về cái vụ này, thì tính ra trước thuế phải lên đến 40-50 tỷ có khi hơn nữa. Thu nhập của vợ chồng này khiến bao nhiêu là nghệ sĩ phải tủi lòng, bao nhiêu doanh nghiệp phải bâu vào học hỏi, phải không quý vị? Mùa dịch thu nhập vậy rồi, những khi bình thường thu nhập chắc hàng trăm tỷ nữa. Nghĩ tới đây cái tự nhiên thấy mình có cảm giác giàu ngang quý vị ơi, làm giàu quá dễ. Rồi bây giờ nè, lo báo cáo tài chính, xuất hóa đơn thuế, chứng minh thiệt hại vân 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 vân, là những cái thu nhập hợp pháp bị mất nữa nha. Chứng minh được thì mới được bồi thường. Phía của Hằng yêu cầu rồi mà mãi chưa nộp thì không biết là do hay là do viết tay trên tờ A4 nên chậm. Đòi bồi thường cho cố vô,
Rồi Linh nói không có đòi bồi thường tổn thất tinh thần, mà tới nay vẫn chưa có cơ quan nào đính chính cho cô Tiên cái việc này. Nhưng xem ra thì cái việc mà đòi bồi thường tinh thần coi như là sự đã rồi, là không có đòi bồi thường tinh thần rồi đó quý vị. Bởi vì nếu mà theo như cái báo cáo về cái bài báo này thì chỉ có bảy mấy tỷ thì đã trừ ra cái phần bồi thường tổn thất tinh thần của cô Tiên rồi đó quý vị ơi. Đây Ly đọc thông tin cho quý vị nè. Trong khi đó, theo văn bản yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ của phía bà Nguyễn Phương Hằng, bà Trần Thị Thủy Tiên yêu cầu bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng tính tròn số và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường thiệt hại hơn 43 tỷ đồng. Thế cho nên là mới cộng ra là có con số 73,9 tỷ đồng đó quý vị. Vậy là coi như Thủy Tiên không có đòi bồi thường tổn thất về tinh thần hen. Vậy mà chưa có thấy cái cơ quan hữu quan nào đính chính cho cổ hết trơn. Rồi thưa quý vị, vợ chồng ca sĩ Công Vinh Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại 30,9 tỷ đồng trên cơ sở 6 hợp đồng ký kết với các đối tác gồm các công ty như sau: HV gì đó là quảng cáo dự án bất động sản, tổng giá trị là 3,9 tỷ đồng, thu nhập thực tế bị giảm sút là 1,8 tỷ đồng. Wow, có tên tuổi gì đâu mà dự án bất động sản quảng cáo nhận giá trị 3,9 tỷ đồng hợp đồng quảng cáo, ghê vậy. Rồi hợp đồng quảng cáo với công ty sữa trị giá 3,3 tỷ đồng, thiệt hại 3 tỷ đồng quý vị ơi. Tiền tỷ không nha, hợp đồng tiền tỷ không. Rồi một công ty truyền thông quảng cáo 3 tỷ đồng hợp đồng, thiệt hại 548 triệu đồng. Rồi này mới hay nè quý vị. Một công ty để sản xuất âm nhạc đó quý vị, hợp tác với công ty này để sản xuất 6 cái MV ca nhạc trị giá 12 tỷ đồng, tức là mỗi MV ca nhạc là 2 tỷ đồng thưa quý vị. Wow, giàu dữ, mạnh dữ, đầu tư dữ ta. Mà chơi một lèo luôn, một công ty hợp tác sản xuất tới 6 cái MV ca nhạc luôn quý vị ơi. Thường là người ta sản xuất với một ekip một MV, nếu như MV đó thành công thì ta sản xuất tiếp. Chứ còn này ký hợp đồng sản xuất một lèo 6 MV ca nhạc luôn, chưa biết thành bại ra làm sao, mỗi MV 2 tỷ. Rồi kê ra thực tế thu nhập bị giảm sút là 12 tỷ đồng. Ly thấy khó hiểu ở chỗ là hợp tác có sản xuất 6 cái MV ca nhạc này sản xuất ra chưa? Hợp đồng 12 tỷ đồng, tức là khi sản xuất MV ca nhạc rồi mới bỏ tiền ra sản xuất chứ. Chứ sao chưa sản xuất rồi giảm sút 12 tỷ đồng đâu ra quý vị? Chưa kể là thực hiện cái dự án này xong thì có thu lại được cái tiền vốn không nữa. Vốn bỏ ra dự toán là 12 tỷ đồng, rồi có thu lại được 12 tỷ đồng không, mà kê ra thu nhập thực tế bị giảm sút 12 tỷ đồng. Ly thật sự là lăn tăn và khó hiểu về cái vấn đề này. Hôm rồi mới thấy thông tin cô ca sĩ đầy ra một cái MV ca nhạc mà viết lời Việt lại cho nhạc phim của một cái bộ phim rất rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà tưởng đâu là gây được cái sự chú ý của công chúng, ai về đâu, không ai nghe hết trơn, rất ít là cái lượt view. Trời ơi, vậy mà bây giờ nó là hợp tác sản xuất 6 MV ca nhạc trị giá 12 tỷ đồng, 2 tỷ đồng một MV bình quân. Rồi cái bây giờ chưa thấy 6 cái MV ca nhạc đó đâu trơn mà tính thu nhập thực tế bị giảm sút là 12 tỷ đồng. Ây da, tính như chị Tiên thật sự là mau giàu. Và tiếp theo là cái hợp đồng về livestream bán hàng, quảng cáo nhãn hàng trị giá 5 tỷ đồng nha quý vị, thiệt hại 4,6 tỷ đồng. Màn đét ơi, hợp đồng livestream bán hàng quảng cáo trên Facebook thôi mà 5 tỷ đồng rồi đó hả? Rồi nhãn hàng đó bán được bao nhiêu, rồi lời bao nhiêu mà trả cho cổ livestream bán hàng quảng cáo là hết 5 tỷ rồi trời. Ây da, thiệt là sáng mắt ra trong cái vụ này thưa quý vị. Rồi thưa quý vị, tiếp theo là cái hợp đồng thuê sáng tác bài hát nhạc phim 9 tỷ đồng nha quý vị ơi. Thu nhập thực tế bị giảm sút 9 tỷ đồng. Từ trước tới nay Ly chưa nghe nói là ca sĩ này sáng tác nhạc phim cho cái bộ phim nào hết trơn á nha. Không biết quý vị có biết hay không, chứ riêng bản thân Ly là Ly không biết. Ly cũng coi phim rất là nhiều luôn, nhưng mà Ly chưa biết là cái cô ca sĩ này có từng sáng tác nhạc phim cho cái bộ phim nào chưa. Nhưng mà thưa quý vị, trời đất ơi, nhà làm phim nào hay là cái bộ phim tiền tỷ nào
mà lại giao cho cô nhạc sĩ này, kim ca sĩ này sáng tác ca khúc nhạc phim trị giá 9 tỷ đồng thưa quý vị. Phim này chỉ có nước là phim cỡ như phim của anh Lệ Tổ thu nhập là 4-500 tỷ thì mới có thể trang trải được những cái chi phí làm phim. Bên cạnh đó là nhạc phim là hết ngốn hết 9 tỷ rồi thưa quý vị ơi. Làm ca sĩ hát đêm mấy chục triệu ông bài, có bộ đâu ngon bằng sáng tác một bài nhạc phim lấy 9 tỷ đồng đâu ha quý vị. Thôi giờ mình đi học nhạc chuyển qua để sáng tác nhạc phim cho rồi đi nè. Mà không biết là cái hợp đồng này không thành đó, sau cái lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng thì cái hợp đồng này không thành là không sáng tác được nhạc cho cái bộ phim này, cho nên là thất thu 9 tỷ. Nhưng không biết đây là cái rủi hay cái may của cái đoàn làm phim này đây nữa. Thiệt chứ giờ mà nói ca sĩ Hoàng Thùy Linh hay Đen Vâu gì đó hợp tác với công ty âm nhạc nào đó sản xuất một lèo 6 MV ca nhạc lấy 12 tỷ đồng đó, thì Ly còn tin. Ngay cả ca sĩ nổi tiếng fan đông như là Sơn Tùng MTP năm 25 mới lòi ra ăn bài hát. Tự nhiên rơi vào những năm dịch giả rồi lũ lụt như thế mà hợp tác sản xuất một lèo 6 MV ca nhạc trị giá 12 tỷ đồng. Nghe cũng dễ tin, nghe cũng hay ho đấy quý vị. Thôi thì người ta chứng minh được thì người ta sẽ được bồi thường thôi. Và tới cái nước mà được bồi thường thì không biết là bao nhiêu, còn chờ tòa phán quyết. Nhưng mà tới cái bước đếm tiền nó cũng thật sự là hấp dẫn, như cái việc mà kê khai ra cái thiệt hại của cô ấy vậy. Thu nhập như thế rồi có đóng thuế đầy đủ chưa? Đó mới là điều quan trọng. Nói tới thuế, nếu chứng minh thiệt hại với cái số tiền đó là đúng thì phải chứng minh đã đóng thuế đầy đủ và tương đương. Nếu đóng thuế quá ít thì lòi ra thu nhập cao mà đóng thuế ít, hoặc thu nhập ít mà đòi bồi thường khủng. Mà nếu chứng minh được đúng thiệt hại lại vấp phải cái thực tế là thu nhập cao lúc dịch hoành hành vân vân và mấy mây. Ta nói muốn lấy tiền của bà Phương Hằng đâu có dễ như lụm la me la mít đâu. Ly đọc luôn cho quý vị về phần ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường thiệt hại trên 43 tỷ đồng. Số tiền này dựa trên cơ sở hai hợp đồng sau đây quý vị. Hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn MTV MBD độc quyền sử dụng hình ảnh, âm thanh, giọng nói của ông Quỳnh Minh Hưng với vai trò là đại sứ thương hiệu. Tổng giá trị hợp đồng là 4,5 tỷ đồng, bị thiệt hại 630,2 triệu đồng ở hạng mục cái shot chụp hình và 393,3 triệu đồng ở hạng mục event. Đặc biệt, phiên bản ghi nhớ giữa công ty cổ phần tập đoàn AT và ông Huỳnh Minh Hưng với nội dung làm đại sứ thương hiệu có tổng trị giá 42 tỷ đồng. Ông Huỳnh Minh Hưng cho rằng bị thiệt hại 42 tỷ đồng nên đòi bồi thường thiệt hại. Nguồn tin từ tòa án cho biết phía bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải cung cấp tài liệu về việc thực hiện hợp đồng, chứng từ hóa đơn thuế, biên lai nộp thuế, bản kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Tiên và ông Hưng qua các năm 2020, 2021 và 2022 có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng với các đối tác Thủy Tiên 6 hợp đồng và Đàm Vĩnh Hưng 2 hợp đồng. Ngoài ra thì phía bà Hằng cũng đề nghị xác minh, thu thập chứng cứ tại các chi cục thuế ở một số quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và 6 công ty ký hợp đồng với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên để có cơ sở thể hiện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị thiệt hại 30,9 tỷ đồng là có thật. Tương tự với yêu cầu bồi thường 43 tỷ đồng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, phía bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu xác minh thu thập chứng cứ tại chi cục thuế quận 10, chi cục thuế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chi cục thuế thành phố Hà Nội và 3 đối tác liên quan tới việc ký 2 hợp đồng giao dịch với ông Hưng. Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, luật sư Nguyễn Thuận, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền lợi ích hợp pháp của người khác đã được Bộ luật Dân sự 2015 công nhận. Tuy nhiên, để tránh việc người yêu cầu bồi thường có động cơ trục lợi thì trách nhiệm của người yêu cầu bồi thường phải chứng minh mình bị thiệt hại thật sự. Vì vậy, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã đề nghị tòa án yêu cầu các bị hại trong vụ này phải cung cấp các hợp đồng, chứng từ, tài liệu về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Chúng ta cùng chờ xem vụ việc này sẽ được giải quyết như thế nào nhé quý vị. Ai bị thiệt hại như thế nào thì tất nhiên sẽ được bồi thường như thế đó, miễn là họ đếm tiền đầy đủ thôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi cùng với Ly. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe và sự bình an. Ly xin kính chào và hẹn gặp lại.